Đây đang mùa phơi ngô được các bác này. Đấy, em đi tìm than. Lõi ngô rất nhiều này. Đi tìm than ở bên nhà các bác này. Tách ngô bên kia đang tách hẳn ngô. Đây, chúng ta để xem nhá. Đây, than đây. Than. Về nhanh thế. Tay gạt ngô chứ. Nhỏ tuổi mà đã giúp mẹ quá.